Đại sẵn Diệp Bình đi giao sơn mình ghé quán của ông anh làm tô bún bò Huế. Đây là tô bún bò Huế của ông anh, thấy hấp dẫn không nè, nước lèo rất đậm đà, chỉ với 30.000 đồng một tô, à rẻ quá rẻ. Đố anh em quán này nằm ở đâu thôi để mình nói luôn, nó nằm trên đường Hồ Văn Cống thuộc Tương Bình Hiệp. Anh em nào có đi ngang nhớ ghé quán ủng hộ cho quán nha.